Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh Nhân Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là motor chia gió lóng lạnh của xe Kia K200 đến K250. Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, được cung cấp bởi công ty và tập đoàn Kia Hyundai Motor tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó thì là 971594F100. Em cũng nhìn nhé, đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm này. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy như thế này. Bên trong của sản phẩm đây, đây chính là cái motor để chúng ta chiên gió lóng lạnh. Đây là hai ba cái phần điểm ốc để khi chúng ta bắt vào cái phần hệ thống điều hòa. Đây, hai phần trên một phần dưới. Đây chính là cái phần để nó sẽ điều chỉnh nóng lạnh. Đây là cái phần giắc điện của nó anh em nhé, bốn giắc luôn. Cái này giắc y chang dòng này luôn này, cũng bốn giắc này. Đó. Đây, đây là cái mã sản phẩm này. Đấy. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em, đó chính là cái motor chia gió nóng lạnh của xe Kia K200 250. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.